Vâng, mã số 14 em xin giới thiệu cho mọi người. Đó là một bộ của hãng Panasonic. Vâng, giờ rất đẹp mọi người nhá. Đẹp đến 80-90%. Vâng, xin mời mọi người cùng nghe chất âm. Đôi chân em bé nhỏ sợ lắm Panasonic. Bộ dàn thiết kế với hai loa, bộ loa hai đường tiếng rồi nhá. Này lưới gắn liền. Lưới còn rất là đẹp người này. Không có rách lưới gì cả nhá. Cái này có loa thép 3D, 3D spec sâu, âm thanh loa thép quét tán 3D rất là hay. Đây, thùng hơi. Này con này đẹp sắp xỉ 90% người nhá. Sắp xỉ 90%. Đấy, chức năng thì nghe cho em là hai chức năng rồi nhá. Hiện tại đây là nghe hai chức năng. Điện thoại, TV, máy tính và đài radio full tần số 108. Đấy, điện thoại, TV, máy tính thì mọi người bấm web radio X này. AUX đây nhỏ nhỏ đấy nhá, mà để nhìn AUX như vậy chúng ta cảm giác nghe. Có tính năng đầu tiên. Tính năng thứ hai là đài radio thì nút là ngay bên cạnh, ngay bên cạnh AUX tuner. Vậy dò kênh thì bấm bằng hai nút mũi tên này mọi nhá. Đây mũi tên này, 13.5 kênh VOV2, nó chỉ ở đâu đó thôi. Toàn cầu hóa và hội nhập mang lại không ít khó khăn, đó là phải nhận định được thế nào là văn hóa truyền thống, bản sắc văn hóa của Việt Nam, thế nào là sự giao thoa kế thừa. Giới trẻ cũng cần tỉnh táo để nhận thức được điều đó. Bởi càng có điều kiện hòa mình vào thế giới văn minh của nhân loại, tuổi trẻ càng dễ bị mất phương hướng luôn. Đây có tăng giảm bát của nhà V bát đây, tăng giảm bát. Em đo kích thước nhá. Con này có tổng chiều rộng là 70, cao 34 và chiều sâu của nó là 35 người nhá. Đây là kích thước. Đây nghe hai chức năng như vậy rồi nhá. Có phần đĩa CD nhưng mà đĩa CD lâu ngày mắt nó bị đấy rồi, mắt nó bị để lâu ngày không dùng nó chết mắt. Bác nào chơi thì báo em nhá, thêm tiền vào cộng 200.000 nhá. Cộng 200.000, em báo giá bán này là thấp hơn 200.000 so với những con chạy CD. Đấy, anh chị em nào mà không chơi CD thì chơi những bộ như này giá là rất là hợp lý luôn. Hợp lý. Thì có CD mà không chơi thì cũng thừa thôi. Cũng bằng thừa, để không thì nó cũng hỏng thôi. Nên tốt nhất là anh chị em nào không chơi thì nên sắm những bộ như này mọi người nhá. Giá rẻ hơn. Đẹp cái mặt sau nhá. Đây thùng vách đẹp này, ôi đánh sắc cạnh. Đây mặt sau đây. Đấy, loa máy mọi người nhìn được góc cạnh của loa nhá, đây nhìn này. Buông bức luôn. Đây mỗi loa công suất là 100W, chiều ngang 6 ohm, mà có số seri là 337. Bên này cũng vậy. 337. 337 nhá. Đấy, máy thì có số seri là 659. Sản xuất năm 97. Thế là cũng gần 30 năm rồi mọi người. Đây là dây 3.5 nhá. À xin lỗi, đây là dây đài nhá, cắm cái trên cùng cho em để bắt sóng. Ở đây là dây 3.5 để cái điện thoại, TV, máy tính cắm này, AUX đây. Đó, cắm hai cái trên cùng cho em nhá. Đấy, còn dây loa chúng ta cứ cắm đúng màu là được, cứ đổ có đổ vào đen vào đen rất là dễ thôi. Đấy, mặt sau đẹp mới nhá. Con này cả trước cả sau đều đẹp, đẹp đến nó sấp xỉ 90%. Đó, các xin lỗi, equalizer mới nhá. Equalizer mặc định sẵn rất là nhiều, chúng ta bấm chúng ta nghe từng dòng nhạc hợp lý. Đây có cassette nhưng mà lâu ngày nó mục dây cu loa rồi, chúng ta để cho có vậy thôi mọi người nhá. Đây và cuối cùng là giá cả trên này góc phải đây nhá. Ai có nhu cầu mua sản phẩm thì liên hệ với em. Đấy, Zalo và số điện thoại của em là 0976592986, em doanh nhau đi ô. Đây là mã số 14 mọi người nhá. Vâng, và em cũng xin dừng để chuyển qua mã tiếp theo.